Do ảnh hưởng của bão số 13, đã có hơn 770.000 khách hàng ở 217 xã phường của 6 tỉnh thành phố khu vực miền Trung bị ngừng cung cấp điện. Ngày sau bão, các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng. Tính đến trưa nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho hơn 730.000 khách hàng, hiện còn 44.000 khách hàng tại 54 xã phường thị trấn vẫn chưa có điện ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Tổng công ty Điện lực miền Trung đang khẩn trương khắc phục sự cố mất điện để người dân có điện trước ngày 17 tháng 11.